Cáo phó, nữ tu Maria Nguyễn Thị Xuyên. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Gioan chương 11 câu 25. Cáo phó. Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất và gia đình Tăng Quyến trân trọng kính báo. Người chị em chúng con, nữ tu Maria Nguyễn Thị Xuyên sinh ngày 9 tháng 11 năm 1973 tại thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Khấn lần đầu ngày 30 tháng 5 năm 2007. Khấn chọn ngày 24 tháng 10 năm 2013. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 45 phút thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2022, tức ngày 17 tháng 10 âm lịch, tại nhà tình thương Hương La, Hưởng Dương, 49 tuổi, khấn dòng 16 năm. Nghi thức nhập quan cử hành lúc 10 giờ thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022, lễ viếng tại nhà tình thương Hương La vào lúc 10 giờ 30 phút. Nghi thức di quan cử hành lúc 7 giờ 30 phút thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022. Thánh lễ an táng cử hành vào lúc 9 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại nhà thờ giáo họ Ngọc Cục, Tân Lãng, Lương Tài, giáo phận Bắc Ninh. Sau đó sẽ an táng tại nghĩa trang giáo họ Ngọc Cục. Hội dòng và gia đình chúng con kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho nữ tu Maria sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Hội dòng và gia đình Tăng Quyến chúng con xin chân thành cảm ơn. Đạo ngạn ngày 11 tháng 11 năm 2022, thay mặt Hội dòng và Tăng Quyến, nữ tu Maria Trần Thị Thu Hương, tổng phụ trách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.